Sau khi chúng ta thay cái quạt này, chúng ta thay cốt này, thay bạc này, rồi thay cái tụ 1.5 mi xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thử như vậy, thử quạt này. Đây các bạn bắt số 1 này, đó, quạt cực kỳ im đúng không bạn, quá ngon. Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Cát Cảnh nhé. Đây có một cái quạt Senco của một bạn trai gửi vào. Bạn ấy nói là cái quạt này nó bị kẹt trục bó bạc nha các bạn. Đây, mình lấy thử. Đây, quạt nó cứ ngắt hả. Mình quay thử nha. Đây, trục nó bít nó cứ ngắt luôn các bạn. Thì một cái nữa là đây, cái cổ nó bị sứt lìa cái này. Đó. Rồi. Thì đây mình sẽ tiến hành mình làm từ từ nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lấy con ốc mình dặn cái cổ nó lại đi. Chứ để cái cổ mà lật lìa gì là nguy hiểm dữ lắm. Đây, và đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy con ốc chúng ta dặn cái cổ nó lại nhé. Để mình lựa một con nha. Đây các bạn, mình sẽ lấy một con ốc con dẫn cái cổ cho nó nha. Đây các bạn thấy không, cứng giờ chúng ta lôi lên được rồi. Rồi ok, một cái. Rồi bây giờ trường hợp mà nó bị nghẹt trục bó bạc thì chúng ta sẽ xử lý sau đây. Quạt này là không có đề ba chậm nữa mà gọi là giờ nó bị nghẹt cứng luôn ấy. Chúng ta sẽ tháo cái phần nắp sau ra. Chưa, để mình để cái quạt nằm xuống cho các bạn dễ thấy nhé. Đây là số điện thoại của máy mình còn ghi nè. Đó, chúng ta tháo cái nắp phía sau ra nha các bạn. Đây. Wow. Đây một cái quạt. Đó, bây giờ cái trục cái dưới cái bạc của nó đã bị trục dưới bạc của nó là đã bị nghẹt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để cho nó hết nghẹt đi. Chúng ta sẽ tháo mấy con ốc này coi như mà. Đây các bạn có 4 con ốc này, các bạn tháo 4 con ốc này ra. Để mình lấy mũi khoan mình tháo cho nó mau các bạn. Đâu có chúng đâu. Nhưng mà nó cứ đen trầm trọng, nó cứ lỡ đó. Chạy thôi chứ nó đâu có dăng vô chúng con được. Đây, trước khi tháo cái cuộn này ra mình cũng phải đo. Này mình bắt thử một số nha bạn. Số 1 mình đo thử cái nó còn trở kháng không nha. Mình đo hai đầu cuộn dây nè. Để không thôi, ví dụ như cái cuộn dây của nó đã bị đứt rồi mà chúng ta sửa nghẹt chục bó bạc thì cũng như không thôi. Đó, mình đang bắt số 1 này. Đó. Số 2 này. Rồi cái này nó còn các bạn. Nói chung là nó không phải năm bốn mấy ký đó, tức là nó 400 mấy ôm thì chớ kháng nó vẫn còn. Thì
thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tháo bốn ngón này ra. Đây rồi, chúng ta sẽ tiến hành tháo bốn ngón này ra. Đây rồi, bốn ngón. Xong, các bạn lấy một cái dẹp nhé. Bạn lấy một cái dít, các bạn nạy cái đây, các bạn nạy nhẹ cái phần này lên. Đây rồi, chúng ta sẽ dở lên này. Đó. Đây các bạn, chúng ta đã dở lên xong. Đây các bạn thấy không? Rồi. Thì bây giờ đây mình sẽ tháo ốc này ra luôn đi. Nãy đúng rồi, mình gắn ốc này sao. Đó. Giờ chúng ta tháo cái bộ phận phía trước, nó sẽ rời với bộ phận phía sau. Đây các bạn, giờ các bạn nhìn đây. Lý do tại sao mà nó bị nghẹt chuột quá bạc. Đây các bạn thấy nhìn quá trời nó đóng xét luôn nè. Đây mình lấy một chùi cho các bạn xem. Đây xài một thời gian sao, xài một thời gian lâu các bạn. Mấy cái này chúng ta có khi chúng ta không xài ấy. Các bạn để cái nó bị gít. Đây. Đó, khi mà các bạn xài một thời gian sao lâu này, đó là những cái nhớt, cái bụi, cái bằng đó, là nó sẽ bám vào những cái này nè. Các bạn thấy là nó bám vô cái bàn các bạn. Xong rồi dầu, nó hết dầu rồi bắt đầu nó khô. Đấy, rồi nó gây ra cái hiện tượng là nghẹt chuột bó bạc của các bạn. Đây. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái trường hợp này. Đây các bạn dùng RV7 nha. Giờ cái bạc trước, chúng ta sẽ xử lý cái bạc trước này. Rồi các bạn dùng RV7, các bạn xịt vào này. Xịt vào chỗ phần cốt với bạc nha con. Rồi xong rồi chúng ta chùi. Đây các bạn nhìn này, khá là dơ luôn. Xét không. Đây chúng ta chùi, chúng ta cầm cái cốt này, chúng ta lăn này. Đó các bạn, vệ sinh cho sạch cái cốt này. Rồi để mình tháo cái cánh ra luôn, dễ xử lý các bạn. Đây cái này mình sẽ tháo cái cánh ra luôn. Cánh này nó bị sụt xịt này. Tháo luôn cái phần cốt này ra luôn. Này. Này tệ quá các bạn. Cái bạc này tệ quá rồi. Cốt này cũng tệ nữa. Mòn hết luôn. Giờ chỉ có nước là mình sẽ thay cái bạc này luôn. Thay cái bộ bạc này nữa các bạn. Với cái cốt này luôn. Là cái quạt này nó mới chạy ổn được. Chứ chúng ta mà chúng ta vệ sinh xong rồi chạy cũng không ổn được. Đây các bạn nhìn nè. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thay luôn cái bạc này. Và cái cốt này luôn. Đấy. Mình sẽ tháo cái này ra luôn nè. Rồi chúng ta giữ lại được cái gì chúng ta giữ. Đây, bạn giữ được cái nắp trước này nè. Cầm không chắc mà. Này cầm mới chắc mới được. Bạn cầm lê lê là xe vòng vòng. Ốc này nó khá cứng. Này chúng ta thay bằng cái bạc khác luôn nha các bạn. Đây cái này gọi là cái bạc này. Luôn cái bộ bạc của nó này. Cái này là cái phần bên bộ bạc này. Còn cái này là cốt. Còn cái này là rotor.
Rồi chúng ta sẽ tháo mấy cái ống chỉ ra. Rồi cách mà để tháo cái cốt này ra khỏi cái rotor này. Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem. Đó. Này là mấy cái clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tháo cái cốt này ra rồi nhé. Đây. Đây là sau khi chúng ta đóng cái bạc với cái rotor ra xong rồi cốt, đóng cái cốt khỏi cái rotor. Đây, này là ống chỉ nè. Rồi ta sẽ kiếm một cái cốt khác và một cái bạc khác nha các bạn, thay bằng cái cốt mới. Đây các bạn, chúng ta sẽ chuẩn bị một cây cốt mới nhé. Đây, cốt mới thì cái quạt này chúng ta sử dụng cốt ngắn thôi. Đây, một cây cốt. Rồi các bạn chuẩn bị một cái bạc khác nhé. Đây, đây là một cái bạc mới. Đây. Rồi. Thì sau khi chúng ta chuẩn bị thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cốt vào cái rotor này. Đấy thì mình làm ngược cái bước hồi nãy nha các bạn. Đây các bạn đóng rồi. Đo từ 54 tới 57 mi. Đây các bạn đo cái này từ 54 đến 57 mi nhé. Đó, 57 mi, ok. Rồi. Rồi, sau khi chúng ta đã lắp cốt với bạc, ok. Thì bây giờ các bạn sẽ lắp cái ống chỉ này vào. Cái lộn lắp cốt vô cái rotor nhé. Bạn lắp cái ống chỉ này vào nhé. Đây là mấy cái ống chỉ. Bạn sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ này. Để tránh những cái trường hợp này nó, để tránh những cái này nó dính vào bạc của chúng ta rồi làm cho nó bị nghẹt bạc sau này nữa. Đây. Bạn chùi cho sạch sẽ nhé. Rồi. Xong. Rồi chúng ta sẽ lấy mấy cái tấm giòn này. Này là hồi nãy là còn hai cái giòn trước, hai cái giòn sau thì nó đã mất tiêu rồi. Thì để mình lắp hai cái giòn trước vào trước rồi mình kiếm thêm hai cái giòn sau nữa. Các bạn chùi cho sạch sẽ cái này nha các bạn. Rồi. Cái tâm giòn này nè. Rồi chúng ta lắp vào hai cái giòn trước này vào trước. Giòn đen các bạn để trong, giòn trắng các bạn để phía ngoài nhé. Rồi ok. Này nó như vậy đây. Chúng ta sẽ kiếm thêm hai cái giòn lắp vào phía sau nữa. Đây các bạn, đây mình có cái giòn sau này. Mình sẽ lắp vào cái phía sau. Rồi, ok. Khá là ngon. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp từ từ vào nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn lắp cái nào trước. Các bạn nhìn này. Bạc thì chúng ta sẽ lấy cái chai dầu. Đừng có thổi con, đừng có thổi. Chúng ta lấy cái chai dầu chúng ta chế vào bạc nha các bạn. Này là mình sẽ xử lý bạc trước này. Hình như mình thấy có cái gì đó nó sai sai. Tại vì cái
cái bạc của cái này á, cái bạc của cô bạc sen cô này thì các bạn thấy là cái mỏ này nó bằng nhựa này, cho nên chúng ta sẽ kiếm cái bạc mà nó giống giống bên đây không ạ. Cái bạc này lòi ra gì chúng ta không có sử dụng được, rồi để mình lấy cái bạc khác. Đây các bạn, chúng ta phải lấy cái bạc mà nó giống như cái bạc của cái quạt cũ nha các bạn. Này, quạt cũ nó bị sứt cái thường này. Đây, đây là một cái bạc. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ chế dầu vòng vòng cái bạc. Đó, các bạn chế dầu vòng vòng các bạn nhé. Rồi. Nếu mà dầu nó còn dính ở phía trong thì chúng ta sẽ lấy chúng ta chùi. Xong thì chúng ta sẽ để cốt vào. Này các bạn thấy không? Bạc mới, cốt mới. Quay im ru luôn. Cái này cũng là một cái bạc của Senko luôn nha các bạn. Rồi, xong cái phần về trước. Đó là mình đã xử lý xong cái phần bạc trước rồi đấy. Này, này cái này hư này. Đó, những cái này là những cái mà thay mà hư này. Thì mình sẽ bỏ qua một bên. Đây các bạn. Cái này thay hư này. Đó thì mình sẽ bỏ qua một bên nhé. Còn cái này là thay mới ngon này. Đó. Cảnh này. Rồi. Giờ mình sẽ tới xử lý luôn cái phần bạc sau. Đây các bạn, mình sẽ xử lý luôn cái phần bạc sau nhé. Phần bạc sau thì các bạn cũng phải chùi bạc. Đây, để lấy cái vít này, các bạn lấy cái vít các bạn quấn vòng vòng. Đi bạc sau nó không nghẹt nhưng mà cũng có thể một thời gian sau nó sẽ nghẹt. Đấy các bạn sẽ đây quá trời đen luôn các bạn thấy không? Bạn vệ sinh cho sạch sẽ. Rồi. Rồi, ok tương đối. Xong rồi chúng ta lấy khăn giấy chúng ta chùi vòng vòng cái bạc luôn. Vệ sinh phía trong và vệ sinh phía ngoài bạc. Xong ok. Các bạn dùng dầu nè. Các bạn chế vòng vòng bạc. Đó. Đây, các bạn dùng dầu các bạn chế vòng vòng cái miếng bông thấm của bạc nha các bạn. Xong. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp bạc vào. Lắp cái phần cốt rotor vào. Đây các bạn lắp các bạn nhớ là cái phần này phần dưới thì nó song song cái phần dưới này nhé. Đó các bạn lắp vào này. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ siết thử hai con ốc xéo. Hai con ốc này đi, chúng ta siết thử vô coi cái bạc nó còn rít, còn cứng gì không. Xong rồi chúng ta sẽ dặn thêm hai con ốc kia. Đó. Rồi, ok. Khi mà các bạn siết vào á, thì các bạn sẽ dùng một cái vít các bạn gõ cho nó nhả bạc kia. Đây. Chạy rất là im nhưng mà làm như nó có cái điều gì đó nó hơi sườn sườn các bạn ơi. Đây khi mà làm như cái tấm giòn trong đây này, cái tấm giòn ở phía bạc trước này nó có vấn đề này. Cái khoảng hở của hai tấm giòn này nó hơi bị nhiều. Đây. Khi mà đưa sát gần trước á. Đó, chúng ta sẽ chìm thêm cho nó một tấm giòn nữa các bạn. Rồi sử dụng thêm một tấm giòn nhỏ nữa các bạn chìm phía trước. Đây mình thấy nó có một cái độ dơ. Dơ nhất định thôi nhưng mà nó còn hơi bị sượng.
Đây mình sẽ dùng thêm một cái tấm son nữa này. Đó. Rồi mình để vô phía trước nha mọi người. Mắt chân giữa cái phe này. Rồi, giờ chúng ta sẽ lắp vào lại, coi nó có hoạt động trơn tru không. Vì là các bạn thấy là quá im nữa các bạn không? Nó không có một cái, nói chung là nó không có một cái gọi là cái sự mà gọi là nó có hơi rít chút xíu xíu thôi. Nói chung là cái độ tai mình cảm nhận mới được thôi, chứ có khi nói các bạn sẽ không cảm nhận được đâu. Thì mình làm viết quen đó các bạn, cho nên là cái quạt nó quay trơn tru hay không là mình chỉ cần mình đưa nhẹ vô cái là mình biết rồi. Rồi khá là ngon, quá ngon luôn chứ không phải khá ngon. Hoặc bây giờ là quá ngon luôn. Bạc mới, cốt mới. Này bạn dặn lại nhé, dặn hai quốc lại là. Rồi ok. Sau khi dặn hai quốc còn lại thì chúng ta sẽ lắp cái phần mặt nạ phía trước vào luôn. Đây các bạn sẽ lắp phần mặt nạ phía trước vào nhé. Ta lắp hai góc hai bên vào. Đây. Rồi còn siết ốc vào thôi. Rồi ok. Khá là chắc chắn. Rồi chúng ta sẽ để cái cần gạt ở phía sau. Rồi. Lắp nèo lại và chúng ta xiết con ốc này. Đấy. Bạn xiết này nhé. Xiết lại đừng cho cái cổ nó văng ra chứ các bạn. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ gắp từ món vào. Giờ tới chúng ta gắp cái gì đây? Đây các bạn, khi chúng ta gắp tới đây rồi chúng ta sẽ gắp cái gì tiếp? Bạn sẽ gắp cái khóa lồng nhé. Hoặc là gáp cái phần nắp hộp sau. Nhưng ở đây mình sẽ gáp cái khóa lồng trước này. Đó, bạn gáp cái lồng xong rồi khóa lồng này. Bạn dẫn từ từ vào. Siết vào. Đây, phần này thì cái cốt. Cái phe của cái cốt thôi. Để giữ cái cánh nó đừng có lọt vô trong. Rồi ok. Gắn cánh vào. Rồi. Các bạn siết cái khóa cánh vào luôn. Siết chặt vào nha các bạn. Ở đây. Cái nắp lồng trên cô phía trước. Đó. Thì chúng ta sẽ cố gắng cái nắp lồng này vào luôn. Nhìn nó chưa có vô khớp nữa. Tại cái nắp này nó chưa có vô khớp này. Ta phải cho nó vô khớp hết. Rồi.
Rồi chúng ta cho nó vô khớp hết gì, chúng ta gắn vô nó mới dễ nha các bạn. Cái quạt này tới đây là cũng sắp xong rồi đấy không? Hồi xong rồi bắt đầu mình thử lên cho các bạn xem. Quạt bây giờ là nó chạy cực kỳ ngon. Rồi okay. Ta còn cái con ốc từ cái cần này, là cần chuyển động từ cái chức năng tới cổ. Ok, ta sẽ gắp luôn cái phần nắp sau. Để mình lấy con ốc rồi. Rồi bạn nhìn ngay cái lỗ các bạn mới dặn được con ốc này, chứ thôi nó không ngay cái lỗ là bạn dặn hoài nó không xiết. Ok xong đưa cái. Rồi giờ mình tiến hành là thử quạt thử nha các bạn. Đây này, xong sau khi xong thì chúng ta sẽ tiến hành thử cái quạt này thử. Rồi bắt thử số 1 này à, làm như số 1 làm như cái đây các bạn, xong rồi nó thử à. Các bạn thấy nó sượng sượng sao các bạn nha. Đây các bạn. Thì mình sẽ lấy một cái con tụ khác nhé. Đó, lấy con tụ khác mình sẽ thay vào. Tụ của cái quạt này 1.5 thì mình cũng phải lấy 1.5 nha các bạn. Đây con tụ cũ là 1.5mm này. Thì mình sẽ lấy con tụ khác 1.5mm mình thay vào thử. Chị vô chơi chị. Vô nè. Nè vô nhà nè. Ai? À có bé này anh hả? Rồi chơi chị Lan lại chơi. Có bé nè nữa nè. Chị chị bỏ qua đây. Giờ giơ tay. Bữa trốn nghe. Bữa trốn đi ha. Đi mà nên không ngủ luôn nha. Sau khi chúng ta thay cái quạt này, chúng ta thay cốt này, thay bạc này, rồi thay cái tụ 1.5mm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thử như các bạn. Thử quạt này. Đây các bạn bắt số 1 này.
đó quả cực kỳ im đúng không ạ, quá ngon, mát rượi luôn. Số 2 này đó, số 3 này đó, khi cái quạt này nó bị nghẹt trục bó bạc các bạn, nó không thể chạy được thì chúng ta thay này xong, thay cốt chứ bạc xong thì cái quạt nó sẽ quay nhích nhích, nhưng mà cái hiện tượng con tụ nó bị hư. Khi mà nó bị hư thì các bạn biết nó đâu có đề ba được, chúng ta thay luôn con tụ. Rồi giờ là quạt quá ngon. Đấy, nếu các bạn xem video các bạn thấy hay, các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đấy, quá im. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cả cảnh nhé.